Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong cắt đứt tình bạn 10 năm, lý do đằng sau không ai có thể chịu đựng được. Người ta nói ấy, làng giải trí là nơi không nể mặt mũi. Nhiều nghệ sĩ khi làm mất thể diện của người khác, bởi có thể một ngày nào đó họ sẽ làm việc cùng nhau, nhưng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa nguôi ngoai. Dương Mịch bây giờ là một trong những người đứng đầu làng giải trí, cả về danh tiếng và giá trị, thậm chí có rất nhiều nghệ sĩ trực thuộc công ty của cô. Hiện tại công ty gia hình của Dương Mịch được rất nhiều nghệ sĩ muốn gia nhập, thành công của công ty không thể tách rời công lao của Dương Mịch. Dương Mịch của ngày hôm nay tuy rất thành công, nhưng những ngày đầu cũng bị bắt nạt rất nhiều. Nghệ sĩ nào có nhan sắc một chút trong làng giải trí thì sẽ bị bắt nạt nhiều hơn, kể cả là những người không nổi tiếng, và Dương Mịch cũng không phải ngoại lệ vào thời điểm đó. Còn nhớ Dương Mịch từng hợp tác với Phùng Thiệu Phong trong bộ phim Cung Tọa Thâm Ngọc. Trước khi bộ phim này bấm máy, danh tiếng của Dương Mịch không lớn, cũng chính cái bóng mà bộ phim này để lại cho cô khá nhiều quyết tâm phát triển sự nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, bản thân Dương Mịch là nạn nhân của một sự việc bất đắc dĩ, bởi trong quá khứ quay bộ phim này, Phùng Thiệu Phong đã từng yêu cầu đạo diễn diễn thêm cảnh hôn với Dương Mịch. Điều này đã khiến cho Dương Mịch bị sốc nặng, bởi lúc đó nữ diễn viên vẫn đang còn là nữ sinh cấp 3, mới 17 tuổi. Và những người xem bộ phim này cũng biết rằng cảnh hôn không hề bị cắt đi, cũng chính vì Dương Mịch lúc đó không có quyền gì để nói. Dù là về thực lực hay danh vọng nên mới để tình trạng này xảy ra. Sau khi bộ phim nổi tiếng, cả hai được phỏng vấn. Khi người dẫn chương trình hỏi Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch về cảm giác khi quay cảnh hôn, Phùng Thiệu Phong không hề né tránh, nói rằng anh ấy nhiệt tình trong khi Dương Mịch lạnh lùng. Và đó cũng là vì mối quan hệ giữa hai người đang từ thân thiết trở nên cứng nhắc sau bộ phim cách đây hơn 10 năm. Người ta nói làng giải trí là nơi không nể mặt mũi, nhiều nghệ sĩ khi làm mất thể diện của người khác, bởi có thể một ngày nào đó họ sẽ làm việc cùng nhau, nhưng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa nguôi ngoai. Hiện tại sự nghiệp của Dương Mịch cũng rất thành công, so với Phùng Thiệu Phong bây giờ cô đã vượt mặt cả về con đường tài nguyên và danh vọng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.